Xin chào kính chào quý khán giả theo dõi chương trình Xoáy tin với đội dụng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ à, thứ năm, ngày 21 tây tháng 3 năm 2024. bốn. À, thưa quý vị, chúng ta biết rằng là Đảng Cộng hòa ở tại Hạ viện là nỗ lực tìm cách để mà chốt phế tổng thống Joe Biden. Và ngày hôm qua là một cái phiên điều trần thứ hai để mà nói đưa ra những cái bằng chứng để mà chốt phế. Tuy nhiên có một cái điều lạ là sau khi mà một vị thượng nghị sĩ, một vị dân biểu của bên phía dân chủ là dân biểu cao Mokowski, một dân biểu ở tại Florida lên tiếng và là, là yêu cầu cái ủy ban của mà đảng cộng hòa nắm đa số là chúng ta bỏ phiếu để mà rút phế ông Biden đi. Thì ông chủ tịch ủy ban là ông dân biểu James Comer không có phản ứng gì cả. Và trong ủy ban này cũng có luôn ông chủ tịch của ủy ban tư pháp Hạ viện là ông Cộng Hòa, ông Jim Jordan. Ông cũng không có hành động gì trước cái lời kêu gọi của bên phía Dân Chủ. Bỏ phiếu cho thuế Biden đi. Họ không làm gì cả. Thì câu chuyện ngày này, ngày hôm qua bùng nổ trên cái giới chính trị của Hoa Kỳ. Các anh đòi chốt phế ông Biden nhưng mà tới lúc người ta thách thức trách trút với Biden đi thì không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay anh em chúng tôi phân tích cho quý vị những chuyện gì nó xảy ra ngày hôm qua trong cái gọi là phiên điều trần để mà tìm bằng chứng trút phế ông Joe Biden. Xin chào anh Đô Dũng. Chào anh Phi Long, kính chào khán nhà SBTN. À, chúng ta biết hiện nay là Tổng thống Biden đang bị điều tra xem là ông có nhận tiền hối lộ hoặc là làm ăn với công ty của con trai ông là Hunter Biden hay không qua các, các cuộc cuộc kinh doanh ở bên Ukraine và bên Trung Quốc vụ này đã được uh, coi như là điều tra từ hồi năm 2020 lúc đó đảng cộng hòa còn nắm thượng viện hai cái ủy ban mà đứng ra điều tra vụ này đó là ủy ban tài chính và ủy ban tư pháp à, xin lỗi quý vị ủy, ủy ban nội an và ủy ban tư pháp à, xin lỗi quý vị rồi lại Ủy ban Nội An và Ủy ban Tài chính họ điều tra. Và sau khi điều tra đó thì Thượng nghị sĩ Chuck Grassley là Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thượng nghị sĩ John Johnson, Chủ tịch Ủy ban Nội An của Đảng Cộng Hòa lúc đó đều kết luận là không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden dính trong các cái kinh doanh của người con trai. Và rồi bên phía ông Tổng thống Donald Trump, chính quyền Donald Trump lúc đó là ông Bộ trưởng Tư pháp là William Ba cũng không có bổ nhiệm một công tố viên nào để điều tra cả. Chuyện đã xong. Nhưng đến năm 2022 khi mà Đảng Cộng Hòa thắng cử cuộc bầu cử giữa kỳ thì họ kiểm soát Hạ viện. Bởi vì trước đó Hạ viện là do uh, dân chủ kiểm soát. Thì họ kiểm soát Hạ viện thì ông James Comer được làm chủ tịch ủy ban giám sát và ông Jim Jordan là chủ tịch ủy ban tư pháp và một ông nữa tôi quên tên là chủ tịch ủy ban tài chính thì được ông Kevin McCarthy lúc đó là chủ tịch Hạ viện cho phép điều tra lại vụ này. Thì trong ba ủy ban ủy ban tài chính không mặn mà lắm, chỉ có hai ủy ban mặn mà nhất đó là ủy ban tư pháp đứng đầu là dân biểu Jim Jordan và ủy ban giám sát đứng đầu là dân biểu Jim Comer. Thì ông Jim Comer trên màn hình quý vị đó là ông là mặn mà nhất, à, ông điều tra. Và ông điều tra từ năm ngoái tới bây giờ là đã có một cuộc điều trần rồi thì không đi về đâu cả. Ngay cả các nhân chứng khi mà ra điều trần trước ủy ban này là các giáo sư, các luật sư họ cũng nói rằng là những cái nghi ngờ ông Biden không đủ tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn để nói đến chuyện chất phế chứ đừng nói đến chuyện chất phế. Tức không đủ tiêu chuẩn để điều tra luôn. Thì ngày hôm qua ông James Comer lại trở lại một lần nữa mở ra cái phiên điều trần để quyết tìm cho ra bằng được cái tội của ông Biden. Thì uh, trước đó đã có hai cái vụ điều trần kín một với ông james biden là em trai ông biden và một với ông hunter biden là con trai ông biden thì cả hai cuộc điều trần kín này đều không tìm ra được manh mối nào cả cộng với một cuộc điều trần công khai có các nhân chứng khác thì ngày hôm qua là cuộc điều trần công khai thứ nhì mà ngay từ đầu người ta đã thấy là thất bại và nhiều người cho rằng nó còn tệ hơn cả cuộc điều trần lúc đầu vào năm ngoái thì đầu tiên vô đó là chúng ta thấy ngay cái ông dân biểu uh, mắc covid của tiểu bang florida ông này ông đi vào ông mặc cái ông ông, ông mặc cái uh, ông đeo mặt nạ putin mà sáng nay trên trình fbt Morning chúng tôi có cho vị coi đó Đó, ông này ông nói liền ông bảo tôi vô đây là để cho mấy người này biết là tất cả những gì quý vị đang nói là liên quan đến tin tình, tình báo và chẳng khác nào nó làm lợi cho ông Putin thành ra tôi đại diện ông Putin gọi đây đó là ông Giới, một một Covid nói như thế rồi trong lúc mà điều trần cuối cùng đó thì chính ông Moscovich này cũng đề nghị là nên bỏ phiếu trước phế ông Biden đi thì ông James Comer không nói gì cả bác bỏ đó cho hình quý vị thấy là ông Moscovich ông đi vào và ông thách thức là quý vị bầu phiếu thì đem ra bỏ phiếu điều trần uh, chất phiếu ba lần đi rồi chuyển qua bên phiên họp khoáng đại hạ viện nhưng mà ngày hôm qua chuyện đó đã, đã không xảy ra coi như là ông James Comer bị tắt đài trong chuyện này khi mà ông Jared uh, thách thức câu chuyện nó đầu tiên như vậy để quý biết cái bách rào nó như vậy thì thưa anh Long ngày hôm qua họ đưa những ai ra và tại sao mà người ta gọi là thất bại tệ hại hơn cả cái kỳ trước và không thể nào Chất thuế được ông Biden ngay trong cuộc bỏ phiếu của ngày hôm qua thưa anh? Thưa, thưa quý vị, để trả lời một cách vắn tắt câu hỏi của anh Đỗ Dũng thì thưa chúng ta thấy là ngày hôm qua nhân chứng lại đưa ra, lại khai lần chính Đức Cộng Hòa lại là bên là anh nằm với lại Putin để đưa ra thông tin để mà hại Biden. Phải nói cái chuyện này nó rất là mất mặt. Nhưng mà trước khi nói chuyện đó thì chúng tôi cũng phải kể lại cái chuyện ông dân biểu Jair Moscovich của tiểu bang Florida ngày hôm qua sau khi mà ông đeo cái mặt nạ của ông Putin đi vào để mà nói với với với, với giới truyền thông rằng là những thông tin mà quý vị xài ở đây là là đồ đồ, đồ chơi của nga đồ tin tình báo của nga cả bây giờ tôi đại diện trong Putin tôi cảm ơn thì khi vào bên khi ngồi ở bên trong phòng họp thì thưa quý vị ông lên tiếng ông nói ông thách thức ông James Comer là chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện của đảng cộng hòa rồi ông Jim Jordan là chủ tịch của ủy ban tư pháp Nó thách cầm hai ông đem bỏ phiếu trước phế Biden đi. Chúng ta làm ngay bây giờ. Thì hai ông kia coi như là hoàn toàn nín lặng. Thì quý vị xem cái đoạn này nó cũng rất là thú vị để chúng ta theo dõi. The chairman has not yet moved for that. And so, look, Chairman, we got, we got like three and a half minutes here. I mean, let's just do the impeachment. I mean, why continue to waste millions of dollars of the taxpayers' money? If we're going to impeach because you believe you've shown he's committed a high crime and misdemeanor, what are you waiting on? Let, let, let's just do it. I mean, by the way, we got Chairman Jordan here also, the double chairman. Why aren't you guys calling for the vote in your committee? When, when is it going to happen? When, when can we tell the American people you're. hai ông đi làm chuyện đi chúng ta bỏ phiếu đi thì hai ông này coi như là không có trả lời gì cả với ông dân biểu uh, moscovitz này thì rốt cuộc ông nói những gì mà quý vị làm chỉ là một cái trò chơi chính trị xin ban kỹ thuật cho xem tiếp we're doing our work we're okay so so against. they haven't proven it right they haven't proven he committed a high crime and misdemeanor otherwise we would call for impeachment So I just look, you know, the chairman knows me well. I mean, I'm just here to help him, Biden, right? And so I just think we should do it today. Let's just call for I'll, make the motion, Mr. Chairman. I want to help you out. You can bây giờ ông này nói, bây giờ tôi sẽ thay mặt ông để tôi đưa ra cái điều mà chúng ta sẽ bỏ phiếu trong chuyện này đi. Đừng để cho người Mỹ uh, tốn thêm tiền để mà những cái cuộc điều tra vô bổ này. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện xảy ra trong ngày hôm qua với cái sự thách thức của dân biểu. Uh, Moscovich và bên phía Cộng hòa họ rất là muốn trót phế ông Biden nhưng ngày hôm qua khi mà kêu bây giờ bỏ phiếu trót phế đi thì họ lại không trót phế là bởi vì thứ nhất như anh Dũng trình bày với quý vị ngay từ đầu họ không có một cái bằng chứng nào để mà dẫn đến một cái cuộc điều tra chứ đừng nói đến cái chuyện mà trót phế nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm và ngày hôm qua một cái chuyện mà làm cho họ cảm thấy bị mất mặt nhiều hơn là bởi vì một trong những nhân chứng được đưa ra ngày hôm qua là ông Lev Parnas, ông này là một cái người phải nói rằng là ngày trước là một người hợp tác với ông cựu thị trưởng thành phố New York là cũng là luật sư riêng cho ông Tổng thống Joe Biden là ông Rudy Giuliani đi qua bên Ukraine tìm những cái gọi là những cái sự sai sót của ông Biden và con của ông Biden và ông này ngày hôm qua đi ra làm nhân chứng và trong cái cuộc mà ông ra ông khai làm nhân chứng ngày hôm qua rốt cuộc ông lại khai những cái điều mà làm cho đảng cộng hòa cảm thấy mất mặt hơn nữa và để nói về ông này thì đương nhiên chúng ta nhìn thấy mặt ông như thế nhưng mà ông cũng có những cái hình ông có một cái quan hệ rất là gần gũi với ông Rudy Giuliani và cũng được từng gặp ông Donald Trump câu chuyện về ông Lepaknas này nó như thế nào xin quý vị giữ băng tầng SPTN chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại Xin cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục chiếu bằng thần SPDN. Thưa quý vị, trong cuộc điều trần của Ủy ban Giám sát của Hạ viện do bên phía đảng Cộng hòa kiểm soát, ngày hôm qua xuất hiện nhân chứng là Parnas. Ông này ngày trước là một người cộng sự với lại ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, cũng là cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump. Ông đi ra ngoài, à, ông đi theo ông Rudy Giuliani để tìm những gọi là bới vết tìm sâu những cái công chuyện của ông Biden. Ông Parnas này là người Mỹ gốc Ukraine và trong cái chuyện mà đi theo ông Giuliani sang qua Ukraine để tìm những cái bằng chứng để mà tố cáo ông Biden thì ông trở thành một người được chú ý bởi vì những chuyện này phải đem ra những cái phiên điều trần trong những phiên điều trần trước đó ông Barnard này cũng phải ra đi điều trần ngày hôm qua ông cũng đi ra điều trần và trong cái chuyện mà ông điều trần ngày hôm qua rốt cuộc đảng cộng hòa là bị một cái cú phải nói rằng là muối mặt bởi vì khi ông này lại khai, ông này ông này lại khai rằng những cái thông tin mà quý vị nhận được là do các cơ quan tình báo của nga cung cấp và do chính các gián điệp của nga cung cấp và ngay trong những người mà gọi là ông gọi là bedding, có nghĩa rằng là, là là anh nằm với bên, bên phía nga nằm trong thượng viện cộng hòa đó là thượng nghị sĩ Ron Johnson và một vị dân biểu khác cũng cộng hòa nằm bên Texas. Thưa quý vị chúng ta nghe cái lời mà ông By Donald Trump's own Treasury Department for spreading propaganda and disinformation against Joe Biden. Uh, it was sometime in uh, probably around May, June of 2019. W were you aware, was Mr. Giuliani aware that these people were basically just doing the bidding of Vladimir Putin? Absolutely. So, he had no hesitation about spreading lies that were concocted này, by Russian agents. As long as it fit the narrative. Putin. How are đúng. you in False allegations, peddled by corrupt officials and Russian agents, and promote and amplify them here in the United States in our political system. Weren't media groups skeptical of your claims? Um, most media groups, uh, I'd probably say. và ông the khai luôn tất cả những đài truyền thông cánh hữu tại đài pháp đều, đều, đều là đều đều lấy, đều lấy những cái thông tin và, và những và người như là thượng nghị sĩ Ron Johnson, Johnson cũng là những người nhận cái thông tin và của từ bên phía ông Putin gọi là uh, cung cấp thì bây, 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 bây giờ ngày hôm, hôm qua ông khai trước bàn chân thương thiên hạ như thế này thì thưa anh Dũng cái chuyện này nó có làm cho chúng ta dễ hiểu hơn về phản ứng mà gọi là của các ông chủ tịch các ủy ban của Cộng hòa như ông James Comer và ông Jim Jordan ngày hôm qua không dám bỏ phiếu trách phế ông Biden. Được, có thể đó là một cái bước đi nó mới ở trong chuyện này nhưng mà tôi phải correct lại xíu đây nói ông Banas Dạ. À? Yeah. Ông Banas là ông ông này ông là uh, xin lỗi cái tên của ông Lep Banas đúng không? Dạ, yeah, Lep Banas. Lep Banas. Dạ. Yeah ông này không phải là cộng sự của ông Giuliani anh, nè, yeah. ông là phụ tá, phụ tá, Ồ, oh, có nghĩa tá. là chức chức thấp hơn, thấp hơn nhưng mà thân thiện, thân ừ. thân thiện ừ. hơn. Anh hiểu không? Giống yeah. như tôi phụ tá anh ừ. kêu tôi làm gì hồ sơ, tôi ừ. nắm được hết. Ừ. Còn cộng sự là anh thì chắc tôi biết một số à, chuyện. Có mà. nghĩa là đó anh là ông này còn ông quan, quan là trọng là hơn, tá, ừ. quan trọng hơn, ông nên ông nắm nhiều chuyện. Cho nên ông biết là những cái ông chẳng hạn dân biểu Pitt Sessions của tiểu bang Texas thượng nghị sĩ Ron Johnson của tiểu bang Wisconsin hay ông nêu thẳng luôn đài Fox và cả ông Sean Hannity nữa yeah. đều là nhận lệnh từ ông Putin và ngày hôm qua thì ông chỉ mặt luôn vào ông Pete Sessions ngồi đây đây đây, đây. có <laughs> trong ủy ban nó luôn đó. thì ông kêu im thì coi như là thưa anh câu hỏi của anh là có phải vì như vậy mà họ không dám bỏ phiếu không thì rõ ràng là đúng họ bị thất bại bị bất ngờ là bởi vì không ngờ họ nghĩ là ông Banas này ông ra ông sẽ khai có lợi cho họ nhưng mà không ngờ ông ra ông lại khai không có lợi và ông nêu đích danh luôn những cái người mà làm việc trong cái chuyện này thành ra ông James Comer bị bất ngờ phải nói là ông qua ông James Comer hoàn toàn bất ngờ anh có nhớ cái đợt mà 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 điều trần trước đây không một ông luật sư một ông giáo sư họ cũng nói luôn bởi khi ông James Comer ra mời nghĩ đâu yeah. là họ nói họ bảo mấy ông làm này là tầm bậy cái này nó không đủ tiêu chuẩn để mà, mà, mà tổ chức cái buổi điều trần này yeah. chứ đừng nói là là tính đến cho phế. vé có đúng không? Yes thì kỳ này ông đưa cái ông banat này ông nghĩ là ông banat này ông là người gốc Ukraine nữa, là sẽ biết nhiều chuyện thì ông banat này ông bảo trời ơi tưởng ai mấy ông này là là, là nhận lệnh của, của 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 Nga nha mà ông nói luôn là ông Giuliani làm chuyện này bắt đầu từ năm 2019 anh nhớ ông Giuliani có thời gian đi qua bên Ukraine anh nhớ không? Dạ yeah. mm -hmm. đi kiếm bởi vì lúc đó sau này trong cái cuộc điều tra của Robert Mueller chắc mình còn nhớ đó là ông Giuliani đã nhận lệnh của ông Trump đi điều tra gia đình ông Biden bởi vì ông biết lúc đó ông Biden sẽ là đối thủ của ông ngay khi mà ông Trump vào tòa cốc năm 2017 là ông đã bắt đầu có cái chiến dịch cái rồi và phải nhớ ngày 20 tháng giêng 2017 khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ ông đã tuyên bố là hôm nay tôi tuyên bố tái tranh cử luôn nhớ không? Ừ. ông giàn chặn ngay từ ngày 20 tháng giêng 2017 và rồi trong cái năm 2007 đó có cú điện thoại với ông Zelensky tổng thống của Ukraine anh nhớ không kêu ông Zelensky là phải điều tra gia đình Biden nếu không thì tại khái tôi không đưa 150 triệu tiền viện trợ và chính cái vụ đó ông bị uh, chất phế, yeah. nhớ mm -hmm. không đợt đầu rồi sau được thượng viện tha bổng nhưng mà sau đó đó thì ông chỉ đạo cho ông Julian đi tìm đó và đi qua bên uh, Ukraine anh còn nhớ một cái câu chuyện cái làm công cái ông gì tôi quên mất tên là bảo rằng là à khai là ông ông Hunter Biden có đến cả Ukraine rồi đến cái bàn dạ. nơi nào gặp ai dạ. rồi chỗ đó bị thâu băng nữa dạ. anh nhớ không? Sau đó người ta thấy hoàn toàn không có. Thế thì bây giờ trở lại cái chuyện ngày hôm qua thì khi ông nát cũng nói như vậy đó ông James Comer ông bất ngờ nói chung Mỹ nó gọi là óp gà, thấy không? <laughs> à, riêng đài Fox không những đài Fox ông Sean Hannity không mà một số nhân viên trong đài Fox cũng là ngụy tạo cái thông tin này và nhận cái thông tin này từ bên nga đó là theo ông, lời ông Laplanas nói ngày hôm qua tại buổi điều trần không nói thật hay không thì chúng ta không biết nhưng mà đó là lời những gì ông nói ngày hôm qua thưa ngài và mối quan hệ của ông Parnas này uh, được dân chúng Mỹ chú ý nhiều hơn là bởi vì khi mà uh, hạ viện trút phế ông Donald Trump lần đầu tiên vì cái chuyện mà ém uh, cái tiền viện trợ ở tại Ukraine và có một cái mối quan hệ là với nước ngoài thì ông Pragnas được chú ý và khi trong thời gian đó thì những cái lời khai ông Pragnas ông Donald Trump nói rằng là tôi không có quen tôi không quen Pragnas nhưng mà những hình ảnh được đưa ra thì lại cho thấy một cái câu chuyện khác ông Pragnas này gặp ông Donald Trump đi chung với bạn bè và đi chung luôn cái ông sếp của ông Park Nass, đó là ông Rudy Giuliani anh, anh kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi để thấy cái hình ảnh là ông Donald Trump nói rằng tôi không có biết ông này nhưng mà trên thực tế là là không phải như vậy. Ông Donald Trump đã coi như có biết có gặp gỡ. Còn đương nhiên ông này là phụ tá với ông Rudy Giuliani thì hai ông người ta cũng có, có rất nhiều cái hình ảnh hai ông đi ăn nhậu với nhau rất là vui vẻ, kề vai bá cổ với nhau rất là thân tình. Thì uh, toàn bộ câu chuyện này chúng ta thấy rằng là những gì mà ông Rudy Giuliani và ông Donald Trump tìm cách tung ra trong thời gian mà gọi là uh, năm 2000 từ năm 2017 trở đi để mà chống ông Biden thì bây giờ được khai trước bây giờ được ông Patnas khai trước Quốc hội trước Hạ viện trước Ủy ban giám sát và trước truyền thông của Hoa Kỳ là những thông tin đó là những thông tin của tình báo nga và những người những người mà họ gặp đều là những nhân viên phản gián và những đặc viên của nga thì rốt cuộc là chúng ta thấy những cái hình ảnh mà ông dinh biểu Jared Moskovic nghĩa là đổi cái 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 cái, um, cái mặt nạ của ông Putin nói rằng cảm ơn các ông thì phải nói rằng là đây là một cái hình ảnh mà phải rất là mạnh để mà diễn tả những gì mà ông Parnas nói ngày hôm qua và ngày như chúng tôi đưa cho quý vị xem thì ông Moskovic cũng là thách thức bên phía đảng cộng hòa bây giờ các ông truy tố ông bay trút thuế ông Biden đi. Khi các ông James Comer và Jim Jordan thì ngồi lặng im. Bây giờ bây giờ làm sao đi bước bước nào kế tiếp bên giống? Bây giờ các nhân chứng thuộc lại thứ dữ, Cố nhà chuyên gia về pháp luật cũng nói đừng làm chuyện này. Bây giờ nhân chứng đem ra nói là chính các ông xài tin của gián điệp của Nga, xài tin của Putin đi để chốt thuế một tổng thống nước Mỹ. Thế thì bây giờ tôi làm gì đây? Ờ... Uh, không biết là họ sẽ làm cái gì quyết nhưng mà ngày hôm qua ông Jim Jordan có nói là chúng tôi có cách chúng tôi làm theo hiến pháp à. À, ông đừng thách thức chúng tôi mà tôi muốn trở lại với ông Le thì ngày hôm qua ông gọi là, nói là ông tung những cái thông tin mà bà con nghe tá hỏa luôn ngoài cái chuyện ông Giuliani ngoài cái chuyện ông Pitsesson ngoài cái chuyện ông Ron Johnson thì ông tiết lộ luôn có cả ông dân biểu David Nunes. Nữa. À, à. chắc anh còn nhớ để thời đó biết yeah, làm ông là không? chủ tịch ủy ban tình báo hạt Viện rồi yes. ông là cái người mà khi mà điều tra cái vụ này đó vụ Donald Trump thì chính ông đã bí mật đi qua bên tòa bạch ốc mà không báo cho ông Alam Ship lúc đó là phó chủ tịch ủy ban tình báo biết ông đi đâu và ông qua ông coi được những hồ sơ mật đó và sau này ông từ chức và bây giờ ông đang là một cái cánh tay mặt trong các ban vận động trong Trump ông là dân biểu bên California người gốc Bồ Đào Nha trước đó đó thì ông là coi như đồng chủ tịch cái ủy ban chuyển giao quyền hành của ông Donald Trump hồi năm 2016 sau khi ông Trump thắng bài Hillary Clinton thì lời khai của ông Banas ngày hôm qua ông nói tất cả những cái này đó tất cả những cái mưu mà làm cuối cùng là để làm lợi cho ông Trump và làm lợi cho ông Putin bởi vì những nhà điều tra những những người điều tra này nè họ tập trung vào chuyện ông Biden và Ukraine này và Ukraine Và tôi chính tôi là cái người được chỉ định là con thoi chính trong tất cả những vấn đề mà họ theo đuổi. Có nghĩa là gì? ông này người Ukraine vì ông nói được tiếng Ukraine và cái nhóm bên Mỹ đó bao gồm những Giuliani, ông Speed Session, ông Devin Nunes, ông Ron Johnson liên lạc với các cái người mà bên Ukraine để mà ngụy tạo câu chuyện là đều phải đi qua ông Lebanas thì ông biết chuyện đấy hôm qua nổ tung luôn, đó. thì bây giờ tôi không biết ông James Comer sẽ làm gì thì không biết, nhưng mà nói chung là thất văn bại, chắc chắn là họ không có uh, thua cuộc đâu. công việc của họ làm sao làm để mà cản trở ông Biden vào tòa ốc. Nhưng mà chuyện đó hoàn toàn không có gì sai cả về mặt chính trị. và quý vị có để ý ngay đầu chương trình tôi nói không, là ba ông dân biểu được giao cái nhiệm vụ này ở ba cái ủy ban À, tài chính à, à cái gì? À, giám sát và à, coi như tư pháp thì chỉ có ông James Comer của giám sát, ông Jim Jordan của tư pháp là mạnh 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 mẽ làm chuyện này. Riêng diễn biểu Patrick McHenry của tiểu bang North Carolina thì ông gần như lơ vụ này. Ờ, chủ tịch bác giải chính hạ viện ông lờ luôn ông thấy chắc, chuyện này không đi về đâu đó. thì đó là câu chuyện chúng tôi gửi cho quý vị trong trình trái tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình à, mai phải là một đội dũng chúc quý vị gia đình ngày vui khỏe chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBT Morning sáng ngày mai thứ sáu 22 tháng 3 2024